Minh Thành mời trong ca bài giọng cổ Kẻ Bên Trời. Cảm ơn chị em và các bạn rất nhiều. Thưa bà, dạ thưa bà, tôi chỉ là một tên hành khách sống lang thang nơi xó chợ đầu đường. Tôi vào đây không phải để xin gạo xin tiền, mà chỉ muốn thưa với bà một câu chuyện. Chuyện cùng một loài chim bên trời xa lạ, vừa mới gục chết đêm bão tiếng hôm qua. Bà ơi, chuyện ngày xưa nó buồn thảm lắm, và chuyện hôm nay nó còn buồn thảm gấp trăm lần. Nhưng thôi, ngày mai bà đã lên kiệu cưới, nghe mà làm gì một mối chuyện thương tâm. Xin chào bà. Dạ không không, lỡ chân tùng đã chết rồi. Một đêm trời nổi lên cơn giông bão, chỉ còn lại nơi đây là kỷ vật của ngày xưa vừa gửi lại cho ba. Đó là nạn đau thương trong một buổi chia ly của một người ra đi vừa gửi lại cho một người cũng sắp sửa ra đi. Nhưng kẻ thì ra đi trong cô đơn hờn thui, còn người này thân kiểu cứ đẹp yêu xa. Một ánh hình mang lời cảm tiếc xa, làm chết niềm tâm tư người đưa tình. Đây bà hãy nhận lại kỷ vật ngày xưa, bà ơi, kỷ vật nào rồi cũng sẽ phai dần theo năm tháng. Thì những hơn gì ở trên thằng nó làm, sao lưu được đến năm muôn đời. Vậy đôi chân bà hãy nhìn thân đi mà quên mất một, như quên mất một buổi chiều nào đó bà tạm dừng chân nơi quá cỏ thô. Nếu có một đêm nào bà chẳng nhớ thì bà hãy hướng mắt về phía trời xa là nơi đó có một kẻ cô đơn vừa gục chết để tiện đưa bà về một phía lâu qua. Người ấy đã chết rồi bà hãy bình yên mà đón nhận một tương lai. Ví dụ như kẻ kia còn sống sót, bà hãy xem như đã chết từ lâu, để cho bà dễ dàng lìa xa quá khứ, cho kẻ bên trời không nhớ bạn bước chân đi. Có lưu ly cũng trở thành ta làm, mong mày nào rồi cũng tàn cuộc giữa cánh.
đồng với liên đài, trăm năm gắn bó duyên hài với nhau. Ngờ đâu bão có phong ba cùng mang quang đại sáng ngang chiều. Liễu liên đài, em đã nhận ra anh. Trời ơi, bao năm xa cách, giờ gặp gỡ nhau đây. Trong giây phút xót xa này, người lên kiệu cưới, kẻ ôm sầu trong tuyệt vọng. Họ đều khóc, khóc để tìm